Thưa quý vị, với lợi thế cảnh quan đặc biệt là có nghề truyền thống đào, vừa qua, khu du lịch Nhật Tân tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã được công nhận là khu du lịch cấp thành phố. Và để thúc đẩy du lịch cho làng đào Nhật Tân cũng như xúc tiến thương mại cho làng đào này, dịp cận Tết mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức hội thi hoa đào truyền thống cấp thành phố tại khu vực Bãi Đá Sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. 54 cây đào của 29 nghệ nhân đến từ các làng Nhật Tân, Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã tranh tài trong hội thi năm nay. Cây đào thất thốn này có tuổi đời hơn 40 năm. Đây là giống đào quý hiếm, còn được gọi là đào tiến vua. Theo những người trồng đào thất thốn, cây đào này có dáng làng, là cây đào cổ thụ hiếm hoi, mang hồn cốt của làng đào Nhật Tân truyền thống. Và đây cũng là một trong 54 tác phẩm dự thi tại hội thi hoa đào truyền thống năm nay. Nhất là cây đào của cái làng đào Nhật Tân này, nó đã có hàng bao nhiêu đời nay rồi. Là thật sự là cái chất đất, nó là cái đất phù sa của sông Hồng, đem ra nó có đặc trưng riêng ở cây đào, làm sao cây đào Nhật Tân nó sắc hoa nó hơn tất cả các nơi nó ở chỗ đó. Các tác phẩm dự thi là những cây đào bonsai, đào cổ thụ, đào thất thốn truyền thống, những cây đào có tuổi đời ít nhất 5 năm cho đến vài chục năm. Chúng được người trồng đào chăm sóc cẩn thận, có dáng thế đẹp, ẩn chứa những câu chuyện riêng. Để đánh giá một cây đào thông qua hội thi, ban tổ chức đã đề ra hàng loạt các tiêu chí như dáng thế, tuổi thọ, nguồn gốc cây, bộ rễ, thân, cành, răm, hoa nụ. Cụ thể, với những cây đào có tuổi đời lâu năm mà vẫn giữ được sức sống tốt, có dáng thế đẹp mang chủ đề tư tưởng, nụ to, mập, hoa sai, cánh dày, phân bố đều trên các cành, có khả năng nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán là những cây đào được đánh giá cao. 18 tác phẩm đưa vào trung khảo. Từ cái trung khảo 18 tác phẩm đó sẽ có những cái tiêu chí rất cụ thể và từng cái tiêu chí nó có những cái điểm. Có những tiêu chí thì điểm hệ số là 1, ví dụ như chỉ được bộ rễ này, hoặc là cái thân này chỉ được 5 điểm thôi. Nhưng có những cái tiêu chí ví dụ như là cái sự phát triển của hoa, của lũ, của lá đấy, là những cái tiêu chí mà nó mang tính quyết định của cây đào thì cho là 10 điểm. Nhân hệ số 2, ví dụ thế, để từ đó tìm ra một những cái tác phẩm mà nó phù hợp nhất, có giá trị cao nhất, đấy, làm sao đánh giá được nó một cách khách quan và tất cả những người dân ấy, người ta cũng thấy là tâm phục khẩu phục với cái đánh giá của ban giám khảo. Hội thi là một sân chơi công bằng để khuyến khích các nghệ nhân trồng đào phát huy ý tưởng mới, cho ra những tác phẩm có tính sáng tạo, kỹ thuật, mỹ thuật, có tính ứng dụng cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, hội thi cũng là dịp để người dân, du khách được tìm hiểu về làng đào truyền thống Nhật Tân, quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm hoa đào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Để trở thành điểm đến thực sự thì phải thường xuyên tổ chức các cái sự kiện ở các cái điểm đến đó. Và các cái sự kiện văn hóa lễ hội truyền thống sẽ được tái hiện thì đây là cái làm cho cái sức hấp dẫn của cái điểm đến và tạo thành một cái điểm du lịch văn hóa, thì chúng tôi cho đây là cái hướng của Hà Nội đang hướng tới và sẽ phát triển đúng theo cái xu thế, cái yêu cầu phát triển của Hà Nội với một cái lịch sử văn hóa lâu đời như vậy. 18 cây đào tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo sẽ được trao giải vào dịp lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm ô cốp các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024, tổ chức từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, là chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Cùng với các vùng trồng hoa ở trên cả nước thì những ngày này người dân tại thủ phủ hoa cúc ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tất bật chăm sóc hoa để chuẩn bị cung ứng ra thị trường. Và theo ghi nhận, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa cúc phát triển rất tốt, được mùa, bà con hy vọng mùa hoa Tết năm nay được giá, nhân đôi niềm vui cho bà con trồng hoa đón Tết. Những ngày này, gia đình ông Trần Đăng Hòa ở phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tập trung nhân công để tỉa lá, lặt nụ phụ trên từng chậu hoa cúc. Đây gần như là công đoạn cuối cùng sau nhiều tháng vất vả chăm sóc để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Gia đình ông Hòa trồng khoảng 1.000 chậu hoa cúc pha lê và đại đoá. Việc xuống giống gia đình thực hiện vào đầu tháng 8 âm lịch. Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên cây hoa phát triển đúng theo tiến độ. Khi mà chăm sóc cây hoa này thì ngay từ đầu đã chú trọng cái khâu, tức là phải điện sắp cho nó đủ điện thì nó mới nở trúng vào dịp Tết. Và thường hàng ngày thì phải chăm sóc
xem từng lá chân, lá chủng nó có đủ không. Cách đó không xa, tranh thủ thời tiết nắng ấm, ông Nguyễn Văn Hồng cùng chú tại phường Thắng Lợi cũng đang tập trung chăm sóc 800 chậu cúc của gia đình để hoa nở rộ và đẹp nhất đúng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thời điểm này, toàn bộ chậu hoa của gia đình ông đã được thương lái đặt cọc hết. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trồng hoa cúc, ông Hồng hy vọng năm nay gia đình thu khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí. Làm ăn cây hoa đến nó cũng khó khăn, khó nhọc, bộn việc thì cũng nhiều, cũng nặng. Nhưng bỏ công ra làm cuối năm 800 chậu hoa có thương lại vào mua. Vợ chồng tôi cũng mừng, cũng có đồng tiền để ăn Tết. Toàn phường Thắng Lợi của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai có tổng diện tích hơn 6 hectare và có hơn 30 hộ dân tham gia là thủ phủ hoa cúc của thành phố. Mô hình trồng hoa cúc tại đây đã phát triển được hơn 20 năm, qua đó mang lại nguồn thu nhập khấm khá cho bà con nông dân. Cũng được ủng hộ của thời tiết mà hoa thì đang phát triển tốt. Thì trong quá trình bà con đang chăm sóc thì các hộ dân trồng hoa Tết cũng tạo công ăn được việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Rồi được mua được giá thì cũng mang lại thu nhập tốt cho bà con. Đặc biệt thì năm nay thì về khí hậu thì khá ủng hộ cho bà con để có một mùa hoa Tết Nguyên đán đảm bảo có thu nhập. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, thời điểm này, người dân cần quan tâm chăm sóc, điều chỉnh chế độ nước tưới, dinh dưỡng phù hợp để thời gian hoa nở đúng dịp Tết. Các nhà vườn nên định kỳ kiểm tra đồng ruộng, nhất là thời điểm thời tiết có sự biến đổi và thời điểm trước Tết để phát hiện sớm dịch hại. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, là mới đây ngày 18 tháng 1 năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 76/QĐ-TTg phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đến năm 2030, mục tiêu chung của chương trình là bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh, gắn hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý nguồn lợi thủy sản với hoạt động khai thác thủy sản bền vững, chống khai thác IUU. Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển thủy sản bền vững, giữ gìn tính đa dạng sinh học, giá trị tài nguyên sinh vật của Việt Nam, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao đời sống và sinh kế cho người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia. Theo đó, mục tiêu cụ thể năm 2030 hoàn thành kế hoạch điều tra, đánh giá đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản ở biển Việt Nam, bao gồm cả vùng biển sâu, các bãi cạn, gò đồi, ngầm theo luật thủy sản. Điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm hàng năm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển. 100% các hồ tự nhiên, hồ chứa lớn được điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản. 100% các khu bảo tồn biển, khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản ở biển theo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản được hình thành, quản lý và hoạt động theo quy định của pháp luật thủy sản. 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên hàng năm. Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đề ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn lực trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, triển khai thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.